Xin được mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, phần luận giải chi tiết về tử vi cho tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 1 âm lịch ngay sau đây thì sẽ giúp cho quý vị và các bạn thấy được một bức tranh toàn cảnh về cuộc sống của chính mình, giúp cho quý gia chủ biết rõ được những dấu mốc quan trọng trong việc thay đổi cả về sự nghiệp và tình duyên cũng như là gia đạo của mình. Qua việc xem tử vi thì sẽ giúp cho quý vị nắm rõ hơn về tổng quan vận trình của mình có điều gì đặc biệt trong tháng 1 âm lịch này hay không. Và qua đó thì quý vị cũng sẽ biết được thiên cơ giúp cho quý vị xu cát, tị hung và từ đó thì thâu thu tài lộc và may mắn. Sau đây thì sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 1 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi và nắm bắt. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 mệnh đại dịch thổ, tính tình lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng và thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời. Không được phúc anh em, gia đình trợ giúp, phải tự tay lập nghiệp, độc lập tự cường thì mới có thể thành công. Tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Mậu Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định, nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Mậu Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh, cho nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến cho mối quan hệ xấu đi. Nói chung chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Tháng này, nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Thân sinh năm 1968 không được thuận lợi như ý muốn. Trong sự nghiệp, bạn gặp phải nhiều trở ngại, lại thêm ảnh hưởng của tuổi tác, bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng, hoặc dù có tiếp tục thì cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này khiến cho sai sót lại càng dễ xảy ra hơn, nghiêm trọng, có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc bị phạt tiền. Phương diện tình cảm cũng không thực sự ổn định, bạn dễ bị lôi kéo bởi những cám dỗ bên ngoài lạnh nhạt với nửa kia của mình. Nếu không tự nhắc nhở bản thân, bạn sẽ dễ sa ngã khiến cho hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là thất sát, thiên quan. Trong tháng này, các gia chủ Mậu Thân nên chú ý cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, để mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy gia chủ sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp, thậm chí có quý nhân tương trợ. Nhưng điều cốt lõi là cần phải tự làm, tự ăn, ít trông cậy vào may rủi. Thành công đến từ năng lực, sự cố gắng là chủ yếu. Nếu chỉ trông chờ vào vận may mà không làm gì cả, thì bạn sẽ dễ bị cướp mất cơ hội. Đồng thời, trong tháng này công việc có tính cạnh tranh mạnh mẽ hơn, đòi hỏi bản mệnh không ngừng nỗ lực, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tầm nhìn. Có như vậy, bạn mới không bị tụt hậu so với lớp trẻ. Hãy cứ tin rằng chỉ cần cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ thu được thành quả đáng mừng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ Mậu Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vận trình tài lộc của người tuổi Mậu Thân trong tháng đầu năm 2021 tuy có thăng tiến nhưng sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định. Việc đầu tư kinh doanh khó kiếm được lợi thế, thậm chí còn có thể bị cướp mất cơ hội và thua lỗ. Với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Người này biết cân đối thu chi, tiêu pha không hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Bản mệnh nên năng đi làm việc thiện, có thể từ đó mà bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại.
Hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe trong tháng khá bình ổn, cơ thể dù có đau yếu cũng nhanh chóng phục hồi. Cần chủ động giữ gìn sức khỏe của bản thân, thường xuyên rèn luyện tăng cường sức đề kháng thì không cần lo tiềm ẩn những hiểm họa bất ngờ hay bất lợi. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần phải gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần và sức khỏe. Các quý gia chủ tuổi Mậu Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Mậu Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Thầy Gia Cát nhận định tháng này gia chủ được nhiều sao tốt về nhân duyên chiếu mệnh, tuổi Mậu Thân duy trì được những mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, gia chủ may mắn luôn có người thân, bạn bè, luôn kề bên quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan học hành, thành đạt khiến cho bản mệnh cảm thấy hạnh phúc và có tư tưởng thoải mái hơn. Tuy nhiên giữa vợ chồng không thể tránh những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nếu cả hai biết bao dung cho nhau nhiều hơn, hạn chế những hơn thua nhỏ nhặt không đáng thì tình cảm gia đình sẽ luôn bền vững. Nếu đang sống đơn thân, mệnh chủ có thể dễ dàng kết giao với những người bạn mới trong những buổi họp hành, liên hoan, tìm thêm được niềm vui trong cuộc sống. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022 tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 1 năm 2022, tức ngày 6 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 1 năm 2022, tức ngày 18 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Ngày âm lịch ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 1 năm 2022, tức ngày 9 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 1 năm 2022, tức ngày 21 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 1 âm lịch.
phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Mậu Thân, và qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 1 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn này, đúng không ạ? Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.